Hello, mọi người đang xem trên kia. Wow, nhiều người xem lắm gì. Like không thông báo cũng nhiều người xem lắm. À, hãy vui khi đời cho phép đúng không quý vị? Thật là thú vị nha quý vị. Lâu lâu tạo cho quý vị những cái cảm giác mà rất là vô mốt đúng không quý vị? Đó quý vị thấy không, tóc tay lại nó bay nè, nó muốn bay đi đâu nó bay nè, chạy lên giữa cầu á. Đó quý vị thấy không, sống thật tình chơi thật tình với quý vị nè, lúc nào vui là đi tìm quý vị, buồn thì cũng tìm quý vị để tâm sự. Cuộc đời đôi khi chỉ có vậy thôi. Cô đi đâu vậy cô ạ? Cô cậu đi lang thang. Cô đi check in cho mọi người coi quận 2, quận 3, rồi quận 5, quận 10, cô đi vòng vòng. Trời ơi, bây giờ ông thích chân dài, ông đang rung bầm bập rồi. Ta nói trốn chui trốn duỗi ở trong động vậy đó. Chứ ngày mai là ngày 21 tháng 9 sẽ là hạn chót để mà tháo dỡ những cái công trình không phép, mà tới tận 35 cái công trình không phép lận. Tháo trong vòng một ngày có tháo nổi không? Trời ơi, không lo tháo đi, không lo trả lại đi. Không phải của mình mà cứ lấy, cứ giành, cứ giật thì là để làm gì? Rồi ngày mai tới hạn không trả thì người ta cưỡng chế. Đừng có bảo sao mà khóc than nha. Rồi ông thích chân dài, hết chuyện này là đến chuyện khác. Hết người này dí rồi tới người kia dí. Nghe đâu cái thông tin xôn xao á, là bà chủ của khu công nghiệp Đại Nam về rồi. Nhiều người người ta nói rằng là chuyến này mà bà chủ Đại Nam về, ông thích chân dài tàn canh gió lạnh. Những sự thật về ông thích chân dài cũng sẽ dần được khui màu, và ông thích chân dài sẽ không có còn được tự tung tự tác nữa. Nghe đến đây thôi thì cũng muốn rén ngang cho ông thích chân dài, muốn sợ giùm cho ông thích chân dài luôn đó. Tại vì không biết sắp tới đây ông thích chân dài sẽ sống ra làm sao, ẩn tu cũng không có yên nữa rồi. Nói đến đây thôi thì chắc có lẽ con dân của ông thích chân dài cũng chạy mất dép rồi, đang lo sốt vó cho ông thích chân dài. Và ông thích chân dài thì nghe đâu có thông tin là đang cố gắng để bu bám, tìm đủ mọi cách mọi kế để mà làm thân với phía bên giáo hội, nhằm để mà thoát được cái mùa trăng năm nay. Mà chắc có lẽ rằng là mùa trăng năm nay ông thích chân dài khó có thể nào mà thở nổi rồi. Vậy thôi chứ ông thích chân dài dễ gì mà ông ráng, ông chơi tắt tay hết đó quý vị. Nói chung là ông không hề sợ bất kỳ một ai. Nhiều cái câu hỏi được đặt ra là liệu rằng bà chủ Đại Nam khi quay trở về rồi thì có còn dám lên livestream để mà tố những cái sự thật, vạch trần những cái góc khuất ở đằng sau của những người phong bạc làm màu từ thiện, hay là những ông thợ tu nữa hay là không. Thì thực ra đó, một cái người mà đã mất đi cái sự tự do rồi thì chắc hẳn rằng họ cũng sẽ rất là suy xét và cẩn thận. Nói chung cũng khó có thể nào mà quay trở lại để mà live stream lắm ạ. Và cho dù nếu mà có quay trở lại live stream thì cũng chỉ nói về cuộc sống gia đình hay là loáng thoáng qua thôi quý vị, chứ không bao giờ dám đề cập sâu vào cái vấn đề này. Và chắc hẳn ông thích chân dài thì sẽ không bao giờ mà rén với những điều này. Và những cái người mà phong bạc hay là làm màu từ thiện á, thì họ cũng không có rén bà chủ của khu công nghiệp Đại Nam đâu. Vì mình nghĩ họ đã biết được là bà chủ Đại Nam có án tích, cho nên những cái lời nói của bà chủ Đại Nam khi mà nói ra thì nó cũng cẩn thận, cẩn trọng lắm, chứ không phải đơn giản rằng là lên tiếng để mà nói ngang nhiên giống như là ngày xưa đâu quý vị. Cho nên đối với ông thích chân dài thì không là cái nghĩa lý gì với ông ta cả. Vì ông ta không sợ trời, không sợ đất, nói chung là ông ta không có sợ bất kỳ một ai cả. Miễn là ở trong cái thế mà có lợi cho ông ta thì ông ta sẽ làm thôi quý vị. Chứ cái bản chất con người của ông thích chân dài thì dễ gì ai hù được. Mà nếu như bà chủ Đại Nam mà có thể là lên tiếng để mà vạch trần ông thích chân dài á, thì làm ơn làm phước vạch trần để cho con dân của ông thích chân dài tỉnh ngộ dùng cái,
Chứ mấy ngày hôm nay ta nói xôn xao cái sự việc là ổng giả ốm, giả bệnh, giả tật để ổng bòn tiền cúng dường của con dân ổng kìa. Trời ơi, những cái con người u mê xí muội một cách là quá kinh khủng khiếp, không biết bao giờ họ mới tỉnh. Thì nếu như mà bà chủ Đại Nam mà có thể là lên tiếng á, thì có thể là vạch trần những cái con người này để cho những cái người mà u mê đó họ bớt u mê, họ tỉnh ngộ, họ về với gia đình. Chứ cứ cái tình hình này là ta nói một ngày nào đó còn cái thân xác mà cái hồn thì nó bay đâu mất tiêu rồi. Có nhiều cái ý kiến lên tiếng nói rằng là chuyến này á thì những cái người phong bạc làm màu từ thiện hay là rất nhiều ca nghệ sĩ mà đã có cái hiềm khích với bà chủ khu công nghiệp Sóng Thần, đặc biệt hơn nữa là những cái người thợ tu chuyên lấy tiền để mà cho vào quỹ riêng của mình á, thì đang rén và rất là lo sợ, vì không biết được rằng là trong thời gian sắp tới sẽ có những cái màn live stream bóc phốt hay là những cái sự việc mà bà chủ khu công nghiệp Sóng Thần sẽ sẵn sàng đứng ra để mà vạch trần. Thực ra để mà nói cái câu chuyện này á, chỉ là cái giả thuyết của tất cả mọi người sau khi nghe cái thông tin là bà chủ của khu công nghiệp Sóng Thần quay trở về thôi. Còn thực tế đến tại thời điểm bây giờ thì bà vẫn im ắng và chưa có bất kỳ một cái động thái nào. Và chắc hẳn rằng là cái khoảng thời gian này nó vô cùng là quý giá, vì một cái thời gian cũng khá là dài, phải đánh đổi rất là nhiều thứ mới có được cái sự tự do. Thì không thể nào mà dửng dưng vì những cái lời khích bác hay là những cái sự tâng bốc để rồi cái câu chuyện đó nó lại một lần nữa tiếp diễn. Thật sự nếu như bà ta mà đứng lên để mà vạch trần những cái sự việc giống như là phong bạc hay là làm màu từ thiện hay là những cái ông thợ tu điển hình nhất là ông Thích Chân Dài á, thì chắc có lẽ bà con ở nơi đây họ cũng hoan nghênh về cái điều đó. Nhưng mà cũng không phải là mình lạm dụng vào cái sự việc này để mà mình làm cho cái câu chuyện này nó lại khuấy động thêm một lần, rồi lại có cái câu chuyện tiếp diễn thêm một lần nữa. Bởi vì khi mà đã được về á, được trả cái sự tự do á, thì đương nhiên bà chủ của khu công nghiệp Sóng Thần này cũng đã có một cái bản cam kết rồi, nói chung là không được tái diễn. Thì mình cũng không hiểu được rằng là nhiều người người ta lên người ta cứ nói quốc mẫu hồi cung, rồi bà tổ chết pha về là coi như mọi chuyện đâu nó sẽ vào đấy. Và có nhiều người người ta sẽ rén, sẽ sợ, nhất là phía bên các ca nghệ sĩ. Thì thực ra để mà nói á, ở cái vấn đề này á, không có cái sự việc được gọi là thắng hay là thua, mà đó là ở cái lương tâm của mỗi con người. Và cái vấn đề mà vạch trần á, thì nó cũng không hề tốt gì cho bà chủ của khu công nghiệp Đại Nam. Bởi vì đã một lần án tích rồi thì cái vết tì đó nó cứ vẫn hoài vậy đó quý vị. Và nếu như mà cái tiếp diễn ấy, thì đảm bảo rằng là cái sự việc này nó không chỉ dừng lại ở cái vấn đề là vạch trần hay là đứng ra để mà làm sáng tỏ cái câu chuyện phong bạc thế này thế kia. Tại vì vừa qua những cái câu chuyện ví dụ như là phong bạc hay là làm màu từ thiện hay là những cái vấn đề có liên quan đến những cái ông thợ tu hay là lấn chiếm đất rừng hay là sắp tới đây 1-2 ngày nữa thì sẽ có vấn đề được gọi là cưỡng chế theo như những gì mà báo đài đã đưa tin, thì đương nhiên đâu thì nó cũng đâu vào đó rồi. Chứ không phải rằng là bà chủ của khu công nghiệp Sóng Thần về là tất cả mọi việc nó đều được làm sáng tỏ đâu quý vị. Tại vì trước đó là tất cả mọi thứ nó cũng đã đều được đi vào quỹ đạo rồi, nó cũng được làm sáng tỏ rồi, và chỉ chờ ngày đúng giờ, đúng theo những cái quy định để mà họ thực thi thôi.
Còn nếu như mà bà chủ của khu công nghiệp Sóng Thần về đi mà vẫn tiếp tục cái sự việc là lên livestream để nói ngày nói đêm về những cái sự việc này thì đảm bảo với quý vị rằng là đưa bà vào một cái tình thế là tiếp diễn với những gì đã xảy ra với bà ta một năm về trước. Cho nên nhiều người thì người ta cứ ủng hộ, cứ nói rằng chuyến này về thì sẽ cẩn thận hơn, kỹ lưỡng hơn. Có cẩn thận, có kỹ lưỡng cỡ nào nhưng mà cái án tích thì nó vẫn còn đó. Tất cả những gì có liên quan đến bà chủ khu công nghiệp Sóng Thần thì nó vẫn còn đó. Mà nói thật sự với quý vị á, chuyến này đảm bảo rằng là nếu mà để lên livestream nói á, thì nói vui về những cái công việc hàng ngày hay là cái cuộc sống đời thực thế này thế kia thôi, chứ không bao giờ mà bà chủ khu công nghiệp Đại Nam lại nói về những cái sự việc trên đâu. Và những cái người mà yêu mến mình cũng chả nghĩ gì sao mà cứ cù rủ, kiểu giống như là cứ khích bác bà ta để cho bà ta phải nói theo những gì mà họ muốn á. Thì thật ra cái câu chuyện này á, nó đâu phải đơn giản rằng là ưng lên nói là nói đâu quý vị. Tại vì cái người mà đã có án tích rồi thì cái vết tì nó vẫn còn đó thôi, nó đâu có thể nào mà xóa được á. Mà cho dù sau này mà hết cái thời hạn rồi á, được xóa đi chăng nữa thì ác hẳn rằng là nó giống như là một cái bài học vậy á. Cho nên ở đây không phải là cái vấn đề ai sợ ai, hay là bà chủ Đại Nam về là tất cả mọi người đều rén, đều lo, đều sợ gì, mà chỉ qua rằng là trong cái quá trình mà bà ta đã từng nói á, có nhiều cái khía cạnh nó cũng khá là đúng. Nhưng ở những cái khía cạnh mà thiệt sự rằng là nó đi quá cái giới hạn đó quý vị, thì cũng không ai được gọi là chấp nhận. Cho nên thôi thì bây giờ người ta đã về rồi thì chúc mừng cho người ta đi. Tại vì người ta đã có một cái khoảng thời gian cũng bí bách, đâu có được tự do đâu. Bây giờ tự do rồi thì để cho người ta sống hạnh phúc đi, mắc gì đâu mà mình phải lôi họ vào trong những cái câu chuyện như thế này. Rồi lỡ đâu mà họ bị dính án thêm một lần nữa thì coi như rằng là đây không phải là thương yêu hay là quý trọng, mà lại là dẫn họ đi vào trong cái vết xe đổ mà họ đã từng đi. Mà chắc hẳn đối với bà chủ của khu công nghiệp Sóng Thần á, thì với một cái đầu lạnh á, ắt hẳn bà ta sẽ không bao giờ mà tiếp tục để mà tái diễn cái sự việc. Cho nên nhiều người người ta nói rằng là chuyến này về thì những người kia sẽ tàn canh gió lạnh. Nhưng mà thật ra đến giờ phút này đây thì bà chủ của khu công nghiệp Sóng Thần vẫn im ắng. Thì đủ để có thể hiểu được rằng là cái quan trọng nhất là họ muốn an toàn, họ muốn ổn định và họ muốn dành tất cả những cái thời gian cho con cái, cho chồng họ, cho công việc. Tất cả mọi người ngồi đây sau này muốn chết là nhắn tin. Nhắn tin hả? 10 giờ mai em đi nghe chị. Nó phải như vậy đó. Đến một ngày nào ta phải đạt được như vậy hết. Ai cũng chết một cách an lành như vậy. Cái người kia nhắn tin lại: Khoan, ngày mai em nấu miếng bánh. Mày bắt có bánh gì ngon ngon nha. Mày bắt có gì ngon ngon kìa. Mày không rành ba vụ ăn uống đâu. Mày bắt có cái gì ngon kìa. Chả hả? À, chả hồ tây gì đó hả? Rồi chia tay nhau, rồi thôi đi về, qua ngày mai mình chết. Cúng chùa 50 triệu mà không nói ai biết, cũng dặn là quý thầy cô đừng nói ai biết. Và mình tới chùa mình cũng hòa mình như một Phật tử khác, như mọi Phật tử bình thường. Thì cái người đó đó, ở trên chư Phật tính đó, là người này cúng chùa 500 triệu. Mình cúng 50 thôi, nhưng mà chính cái thái độ mình khiêm tốn, hòa đồng và kính đáo thì Phật nhân lên hệ số 10, thành ra giống như mình cúng 500 triệu. Và kiếp sau mình hưởng cái phước của 500 triệu đó là 500 tỷ đồng. Tại vì nhân quả nó ra quả lớn.